你整夜没来，我没等待朝包飞能后负责发射诺负病把病友这班口来将中断把门 I am one 没包装紧张做我没冲忙bàn tay mi bờ mơ khăn khót cầu tạm trong khay lu bên lu bờ em coi hát coi búa ô lu em nó bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung cử muôn dệt hai dệt ná liền cần ai tỉnh nóng pa nóng dệt xuân phác xuân bó khăm hồi khăm pu hát cần tao thầu nó ông đó toàn ba má chóc lầu chóc nhau nghiêng mình cúi mày cùng cúi đầu thật sau để cảm tạ quý vị quan khách của mình nào xin mời buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể Cầm Tuyền Sánh Duyên cùng cô dâu Lường Thơm xin chính thức được bắt đầu. Tương lai bố mẹ Vinh Long ai êm hạc sườn chiếm và luật đánh củ trên vầy tòi lý phê lầm cùng ai liêng hư sơ lán phu phà nê đủ ơi cùng em liêng xưa năm lại hồi bố lù nhá chạy ai có hay bắt tóc cùng khun nê nê ôi ơi nhá chạy em bút bình mưa chưa biển thầy ăn năn mắt trắng trừ lù ai ố em xinh đù là lù xài kho em ơi em hư bố nghe cam xót sở kho đù là bố nghe hà hào khèn sở khèn đù ui cơ lờ gọi hạc gọi bách ọc cả nê là lù xài kho em ơi bên phù mía số chua
nồng nhiệt chào đón tất cả quý vị quan khách quý. Chúng ta đang có mặt tại không gian hạnh phúc của hội nhà trai chúng tôi, có địa chỉ tại xóm 5, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, để cùng tham gia tham dự buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể Cầm Tuyền, Sánh Duyên cùng cô dâu Lương Thơm trong buổi trường ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép Thường Khuê và Ngọc Mai xin phép được thay mặt cho hai bên gia đình cùng đỡ lời chắc con dâu và chú rể xin được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, xin được chào mừng toàn thể quý vị quan khách quý. Chúng ta đang có mặt tại chuyến tàu đặc biệt ngày hôm nay. Dạ vâng, đây là hành trình của hạnh phúc. Hành trình chúng ta sẽ cùng đi xuyên ngược dòng thời gian để cùng nhìn lại những kỷ niệm, những thăng trầm trong thời kỳ chồng chơi nhất, ngày mà hai bạn đã thật sự trưởng thành, ngày mà chú rể Cầm Tuyền đang thực hiện lời hứa với người vợ của mình, chắc chắn một ngày em sẽ là cô dâu của anh. Và trước sự chứng kiến của quan viên hai họ, bạn bè gần xa, họ đã quyết định cầm chặt tay nhau tiến tới bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Vâng, thưa quý vị mến, quả đúng thật là gia đình là nơi bắt đầu của hạnh phúc và cũng là nơi tình yêu sẽ không bao giờ kết thúc. Và có lẽ rằng trong số tất cả quý vị chúng ta đang ngồi tại đây thì ai ai cũng đều mong sẽ tìm được cho mình một người bạn đời trăm năm, một người sẽ cùng nắm tay chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, hai nhân vật chính đã luôn được chúng ta yêu mến không ai khác, đó chính là chú rể Cầm Tuyền, cô dâu Lường Thơm. Họ đã biến niềm mong mỏi này trở thành hiện thực. Họ đã cùng chứng minh cho chúng ta thấy tình yêu là một thứ có thực và hôn nhân là kết quả cho một cuộc tình đẹp như vậy. Và ngay bây giờ, ban tổ chức sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị quan khách các quý. Chúng ta sẽ cùng nhau hướng sự quan tâm của mình bằng đôi mắt nhỏ về cổng hoa, lối đi hạnh phúc, cùng nhau nổ ra một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chào đón lên sân khấu chú rể Cầm Tuyền, cô dâu Lường Thơm, tay trong tay bước lên sân khấu hạnh phúc để ra mắt với toàn thể quý vị đi ạ. Xin mời. Bảy cô dâu chú rể của chúng ta đang tay trong tay bước lên sân khấu hạnh phúc. Họ đang nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu và hứa với nhau một câu rằng sẽ đưa nhau đi đến suốt cuộc đời này. Thưa quý vị, chú rể thì quần đen áo trắng quài hoa, cắp lê cà vạt giày da đi kèm, cô dâu thì hoa búi ở trên đầu và mang trên mình một bộ váy màu đẹp xinh. Tiếng gái ánh mắt lúng liếng đưa kình đi cùng chú rể thì càng chung tình đẹp đôi. Bình thường gối trước đơn côi, hôm nay hai bạn đã có gối đôi nằm cùng, vợ chồng hai tiếng thủy chung trăm năm hạnh phúc mới gọi là tình yêu, đúng không ạ? Ngay lúc này đây là cô dâu chú rể cũng như thiên thần bé nhỏ của cô dâu chú rể, đó chính là ba nhân vật chính mà chúng ta luôn được yêu mến, đó chính là cô chú rể Cầm Tuyền, cô dâu Lường Thơm, là hai nhân vật chính đã luôn được chúng ta yêu mến. Xin được hân hoan ra mắt và quý chào tất cả chúng ta. Vâng, thưa quý vị mến, quả đúng thật là vui sao khi thấy con mình trưởng thành đã đẹp duyên tình nết na, dù con từ thuở đu nôi, dạy con từ thuở biết ngồi biết đi, mang con khôn lớn nên người, mang con khôn lớn từng ngày từng đêm. Kính thưa quý vị thân mến, cô dâu chú rể của chúng ta trưởng thành như ngày hôm nay, xinh đẹp như ngày hôm nay và hạnh phúc như ngày hôm nay, đó chính là nhờ ơn dưỡng dục vô bờ bến của bầu trình thành hoa. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời lên trên sân khấu về phái đoàn nhà trai gồm có mẹ Lù Thị Thiên là song thân phụ mẫu của chú rể đẹp trai Cầm Tuyền, và cũng xin được trân trọng chú Cầm Sướng cũng sẽ bắt được gấu hạnh phúc để ra mắt với toàn thể quý vị ạ. Xin được trân trọng kính mời ạ. Và phía đoàn nàng gái gồm có bố Lường Văn Chanh và mẹ Lường Thị Thành là song thân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp Lường Thơm. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trường ngày hôm nay sẽ bắt được sân khấu hạnh phúc để ra mắt với toàn thể quý vị ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng, thưa quý vị mến, như quý vị chúng ta đang nhìn thấy hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đây là một hình ảnh, một bức tranh rất là tuyệt vời và phúc hậu, đó chính là hai bên gia đình thông gia cũng như cô dâu chú rể xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trường ngày hôm nay cũng như thiên thần bé nhỏ của chúng ta, đúng không ạ? Sau đây thay cho lời mà nói bằng những hành động tuyệt vời nhất, ý nghĩa nhất và đáng yêu nhất trong buổi trường ngày hôm nay để gửi tới toàn thể quý vị, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể, chúng ta sẽ cùng nhau nở ra một nụ cười thật tươi và cùng nhau nghiêng mình cúi mặt cùng cúi đầu thật sâu để cảm tạ quý vị quan khách của mình ạ. Xin mời. Vâng, thưa quý vị mến,
đến với ngày vui ngày phúc ngày trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay, Thân Khuê và Ngọc Mai rất lấy làm vinh dự khi được lựa chọn là người đồng hành dẫn dắt cùng vào chuyện tình yêu của chú rể Cầm Tuyền sánh duyên cùng cô dâu Lường Thơm trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, trong buổi trưa ngày hôm nay chắc chắn rằng hai bên gia đình thông gia cũng như cô dâu chú rể và ban tổ chức chúng tôi sẽ có rất là nhiều điều sự thiếu sót, chính vì thế mong quý vị chúng ta sẽ cùng lượng thứ bỏ qua cho. Sau đây để thắm tình thông gia, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình chúng ta sẽ qua lại và bắt tay nhau đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, xin được chúc cho hai bên gia đình chúng ta sẽ được tình gắn kết mãi giữ lương duyên vợ ban đầu. Một lần nữa xin được chúc mừng. Vâng, thưa quý vị mến, một lần nữa thay cho lời mà nói bằng những lời nói đầy đủ nhất, ý nghĩa nhất cho hai bên gia đình cũng như con dâu chú rể. Sau đây xin được trân trọng kính mời em Ngọc Mai sẽ có đôi lời phát biểu thay cho hai bên gia đình bằng tiếng Thái đen của chúng ta đi ạ. Xin trân trọng kính mời em ạ. Trong của mẹ trên pin đồng hòa sườn thở rất là buồn măn bây giờ đồ làn lấy món là tàng ta tôi phú già sáng nay sau phái trương và bà đồi vua như nó cả mini còn chứ tôi làn cờ sò lấy chiêng thầy chiêng đội trưởng phủ chờ đi chiếc bí thư phủ chờ quang chiếc của trang đánh sàng lại bàn mơ ướn ma tòng thầy chiêng bưng ý chàng giỏ xóa nửa sơ mè mang tiếng thầy chiêng bưng ý thành niềm tuổi sàng sao sàng sao có bà sơ bón phú già sáng nay mời trông chào qua cô bây giờ hạ cờ cho nàng con nàng mẹ bao mê cái trắng hạt trắng phanh trắng hở lù hở thở hâu lệ khám một bên lớp nước vườn thầu trên cái trắng xình ngò có mi rú cọc màng khoa rú bao màng xài tóc quẩn của trắng tiền lù chay tóc hài cái trắng tiền lù như xài của người ướn nơ tờ nửa của trà mế bàn xay chăn lại bàn nằm hai bà mất cửa chưa hỏng hạt hương chờ hỏng phở hương tanh có tên hương của bàn phả tó ló hơn tiềm hàng mường có tên hương bán lan luộc khỏ chay hai bà cờ bỏ mi vào ụp để sau ở ra đu trên đèn sóng lù dòng làn hoa qua cái trắng nhập bao cái nặng bia mương xương cái nặng bia bàn tan cái nặng bia hà cuồng chân cái trắng bay men bùn hôm lên nơi đồng hồng lại có chủ đầu khơi dòng làn cái trắng cương sờ ảo lại có bà khơi sào trắng cương sờ em cánh ai happy phụ bên ai bên em bên bò bên mẹ cái trắng này hòn lời khương lầu mù phu má chấp pháp đồng nón một tình hình dây khác ở dòng đồ làn hâu lầy nhai cốc mồm hầu lầy nhai cầu mơ mòn lầy nơ dòng tỏ nà nhưng cái trắng xe lèn sứa mà hà trai cái trắng phát lèn pha mơ số bên lắm lùa của mía bên đồi sân đồi tú bên cù sân cù kim trắng cáo mơi là ải là em lại bò lại mẹ số lại bản lại na số lại huyện lại xã thế em bà mẹ bị nồng nó qua cái trắng ao cằn hạt banh bác xìa bia bấu trà nà với nơ bầu hồ ao cằn thấy nửa sửa chăn bôi kiềng mắt cho cũng cho buồn bỏ lùi sàn làm tay sọc phải trơn ra khỏi hay là lại rối thăm hàn hồn pa bởi vì sàng hơn xưa cho tăng nạp phú gia tán nay sau này nhốt qua mở đồi phù miên nóng cả mê nị sau này xong trước cái nông bò mê lương chơ hảo khăn phù dân địa bản nhưng túm chờ bàn phù dân nhà mương nhưng túm chờ hù phù bê ca lại túm màn không phù dân nông dù na mi bà tầm hầu liêng đu thầu hở nhà ở sông băng liêng đu làn bò phong hình đủ dết thầu hay hương nà thầu nao không ó bờ đi bì mở phở cơ dữ diễn sang bờ dữ sờ sang nhập dữ diễn sang đà bên chú rể sẽ là bỏ đây em bà mẹ pin ông nữa. Hảo khăn là pin ông ơi, tổ mưu sừng nhau trong mắt ngày em bà mẹ ơi. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Vâng, thưa quý vị thân mến, quả đúng thật là một năm thì được bắt đầu từ mùa xuân, tình yêu thì được bắt đầu từ tuổi trẻ. Và nếu như mùa xuân đã mang lại sự hương thịnh cho mọi sinh linh và vạn vật, thì tuổi trẻ cũng mang lại cho mỗi con người chúng ta tình yêu, hạnh phúc và đứa đôi. Tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta một trái tim, nhưng chỉ có một nửa yêu thương. Chính vì vậy, chúng ta cần đi tìm một nửa yêu thương còn lại cho riêng mình. Và đôi lứa ngày hôm nay cũng không thể thoát khỏi quy luật tạo hóa muôn đời ấy. Chàng trai tài hoa Cầm Tuyền đã gặp gỡ cô gái xinh đẹp Lường Thơm, để rồi hai bạn yêu nhau và cùng tìm cho mình những hạt giống ươm mầm cho mai sau. Kính thưa quý vị, ai là ai chấp cánh cho chim bay về tổ, ai tìm đường cho trai gái gặp nhau. Tình yêu thì được bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai thì được bắt đầu từ hôm nay. Và chính là hôm nay, đó chính là ngày thứ bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2024, tức ngày 7 tháng 2 năm Giáp Thìn, là ngày lành tháng tốt, được sự đồng ý nhất trí chấp thuận của hai bên gia đình, được sự đồng tình của các bạn trẻ, cũng như được sự đồng tình của chính quyền địa phương nơi sở tại cho phép. Hai bên gia đình đã long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc cho hai con của mình. Trước sự hiện diện của bà con cô bác trong xóm ngoài làng gần xa xa gần, chúng ta đã cùng nhau trở về đây chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Sau đây cho phép Thường Khuê xin được trinh trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể Cầm Tuyền sánh duyên cùng cô dâu Lường Thơm xin chính thức được bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi.
khẩu vừa rồi cũng đã minh chứng cho chủ thể Cầm Tuyền cơ sở lường thơm về chung một mái nhà hạnh phúc. Và ngày vui thì tôi có đôi câu: chúc cho họ bền lâu muôn đời, chúc cho quý vị khách mời vui tươi hạnh phúc, đời đời an khang, tương lai no ấm giàu sang, công danh sự nghiệp vững vàng đi lên, chúc cho đôi lứa an nhàn, tình duyên sẽ sớm nên vợ chồng. Và xin chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đồng nghĩa phu thê, thiên trường địa cửu, mãi mãi không rời xa. Xin được chúc mừng. Vâng, thưa quý thân mến, đến với ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại của mình thì cô dâu chú rể sẽ được nhận được rất là nhiều món quà đến từ bố mẹ, đúng không ạ? Và thưa quý thân mến, món quà đầu tiên Thuần Khuê muốn nhắc đến đó chính là mẹ đẻ của chú rể. Sau đây xin được trân trọng kính mời bác sẽ bước lên sân khấu hạnh phúc để trao tặng những món quà tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trường ngày hôm nay cho con trai cũng như cho con dâu của mình đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời lên trên sân khấu gia đình Dì Toán và gia đình bác Thiện Nhân cũng đã chuẩn bị món quà hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong một trường ngày hôm nay để cho tặng cho hai cháu của mình. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị mến, quả đúng thật là ngày vui tháng đợi bên chờ, mẹ tặng hai đứa một đời vàng son. Cho giám khảo Dì Hiền nghe con, mẹ tặng hai đứa để đứa con sau này nhớ sinh một gái một trai, nuôi dạy con lớn thành tài mẹ vui. Chúc mừng tinh lại bà mẹ Vinh Ông ải êm hạc sườn chiếm và luột đáy củ trên vầy tòi lý tay lầm cùng ải liêng hư sơ lán phu phà nê đủ ơi cùng em liêng xưa nằm lại hội bó lù nhát trẻ ải có hay bắt tóc cùng khun nê nơi ôi ơi nhát trẻ em bút bình mưa chưa biển thầy ăn năn mắt trắng trừ lù ải ố em xinh đù là lù xài co em ơi em hư bông em cam xót sởi co đù là bông hà hào khèn gió khèn đù ui cơ lờ gọi hạc gọi bách ảo cả nước là lù xài co em ơi. Dạ vâng, như vậy là những món quà hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay cũng đã cho tặng cho dâu rể chúng ta được không ạ? Và xin được thay mặt cho hai bên gia đình đỡ lời cho cô dâu chú rể xin được cảm ơn gia đình Dì Toán và gia đình bác Thiện Nhân, chúc cho. Thưa quý vị mến, còn đúng thật là em như một chén rượu đầy, anh chưa nhấc miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say suốt đời. Sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ cùng cầm tay nhau tiến về phía tháp ly của ban tổ chức để thực hiện nghi lễ rót rượu sớm vành hạnh phúc của đời mình đi ạ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, sau đây xin được thân mời chú rể đẹp trai nhất trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ cầm giải sớm vành đầu tiên. Và xin được trân trọng kính mời chú rể của chúng ta sẽ cởi áo trang sơ banh đầu tiên ra đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể của chúng ta sẽ lắc trái sơ banh thật mạnh được không ạ? Vâng ạ, rất là tuyệt vời và chuyên nghiệp đúng không ạ? Vâng ạ, quá tuyệt vời. Sau đây xin được thân mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ tay trong tay khuấy lên tháp ly của đội mình đi ạ. Thưa quý vị thân mến, và như vậy những giọt rượu hồng của đội bạn trẻ đã được rót ra. Ly đầu tiên cũng chính là ly cao nhất. Chúc cho đội bạn được yên về gia thất từ đây. Tiếp theo giữa những tầng mây là ba tia điều đong đầy tình thương. Chúc cho quý khách bốn phương gia đình hạnh phúc, dòng đường vinh quang. Còn số ly kế tiếp rất là cao sang. Chúc cho họ vẻ vang muôn đời. Còn các ly phía dưới người người, chúc cho đội bạn nghìn đời bên nhau. Một lần nữa xin được chúc mừng. Mãi mãi cái chúc mừng ngày nay em qua mấy bên đông nữa. Vâng ạ, thưa quý thân mến, và như vậy chai sâm banh đầu tiên đã được rót hết rồi. Sau đây xin được thân mời cô dâu chú rể tiếp tục mời chai sâm banh thứ hai đi ạ. Xin chào kính mời. Dạ vâng, thưa quý vị thân mến, rượu hồng là tình cảm thiên nồng, chúc mừng hạnh phúc vợ chồng thành đôi, thân nhau như trái như bôi, tôi sẽ nhầm phấn để bờ môi thêm hồng, và tiếng anh nghĩa vợ tình chồng sẽ chia cây đắng mặn nồng cùng nhau. Dạ vâng, đôi vợ chai trong canh thứ hai, nửa chai còn lại sẽ rót ở áp ly và nửa chai còn lại sẽ để chúng ta sẽ rót ở sầu ly bên dưới. Thưa quý thân mến, và đúng thật là ngày vui hai con hạnh phúc. Ly rượu hồng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ chóng già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển đông. Hai tay dâng chén rượu hồng, kính mời cha mẹ ghi lòng chúng con. Và sau khi rót xong rượu, xin được thân mời cô dâu chú rể của chúng ta sẽ dâng lên cha lên mẹ của mình những ly rượu ngọt ngào nhất, điều hiếu nhất của đời mình đi ạ. Xin được trân trọng kính mời.
Vâng, và hai ly còn lại, hai ly tình yêu, tình viên mãn, tình phù thê, chúng ta sẽ mời nhau ạ. Xin chân trọng kính mời ạ. Vâng ạ, sau khi có rượu rồi, xin được trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta sẽ quay vòng tròn lại với nhau, chúc nhau đi ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Dạ vâng, xin được chúc cho đại gia đình chúng ta sẽ luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và luôn luôn gắn kết tình kèo sơn. Xin được chúc mừng. Vâng ạ, thưa quý vị mến, đến với ngày vui, ngày phúc, ngày trọng đại của cô dâu chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay. Sự hiện diện có mặt đông đủ của tất cả quý vị là niềm vinh hạnh đối với gia đình chúng tôi. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời toàn thể quý vị quan khách quý. Chúng ta cùng nhau ngồi bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau rót ra những ly đồ uống của mình thật đông đầy được không quý vị ơi? Sau đây cáo này mới ấy, bà mẹ thưa phụ lại quân bên ông ấy, muôn ế muôn ái bên ông ấy. Thay mình đi, lưu đàn chết là tàng nào, quý gia tàng ai tươi đang mở ớ. Chứ sau đây cáo mới, bà mẹ cho phụ đại côn. Hào cao cắn bốn bia bác cán bác tục tôm cho muôn muôn sòng tổ đoán cao bà mở. Hào cao cắn khái lầu bay bom cho mừng ớ bên nào đứa. Vâng ạ, sau đây xin được thân mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau rót ra những ly đồ uống của mình thật đông đầy. Và cùng nhau dơ cao chén của mình lên được không ạ? Xin được thân mời tất cả quý vị, chúng ta cùng nâng ly lên đi nào quý vị ơi. Sư bà em ơi, chén bên lầu mấy loại bà mẹ bên nào ơi. Dơ cao lên đi ạ. Ăn trời nhớ sùng sùng đây, bà mẹ bên lòng nữa. Vâng ạ, cho phép thuận khuê xin được bắt nhịp 1, 2, 3 dơ, 1, 2, 3 uống, 1, 2, 3 cạn, 1, 2, 3 chúc mừng ngày phút được không ạ? Quý vị có hợp tác được không ạ? Vâng ạ, sau đây cho phép thuận khuê xin được bắt đầu ạ. Anh em ơi, 1, 2, 3 chúc mừng hạnh phúc hào khăn xiềng xả đất bà mẹ cho phụ lại cốt nữa hàng sớm mỹ mỹ xe tài nữa phía nào ơi ảo hành nữa lớp chơi cái lẩu hôm vũ kịp thủ hôm bán này bà mẹ bên năm ảo hành nữa. Thưa quý thân mến, rất là tuyệt vời và hạnh phúc đúng không ạ? Và như vậy, buổi lễ ra mắt buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của chú rể Cẩm Tuyền sánh duyên cùng cô dâu Lường Thơm đã được diễn ra hết sức long trọng và thành công tốt đẹp thật hoa. Sau đây để tỏ lòng cảm ơn tới quý vị quan khách, xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình cũng như cô dâu chú rể chúng ta sẽ trở về từng bàn tiệc để chúc rượu cũng như để cảm ơn tới quý vị quan khách của mình đi ạ. Xin trân trọng kính mời. Rồi cho chú rể đi. Không đi, chào đi, chào đi. À thôi, cho chú rể một cái đi.